Một trường hợp chàng trai 29 tuổi đau lưng nhiều, tê yếu chân phải, có lúc đang đứng thì ngã sụp xuống đất do thoát vị địa đệm 2 tầng rất nặng, gây hẹp ống sống. Bệnh nhân làm việc tại một xưởng in, được chẩn đoán thoát vị địa đệm cách đây 2 năm. Song mức độ bệnh lý chưa nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện triệu chứng tê khi đi lại. Khoảng 2 tháng nay, anh đau lưng nhiều, tê buốt, đi lại yếu chân phải. Uống thuốc và tập vật lý trị liệu, anh cảm thấy cột sống bớt đau, nhưng khi ngưng thì đau dữ dội hơn. Gần đây, bệnh trở nặng đến mức có lúc đứng lại ngã sụp xuống. Ngày 19 tháng 9, tiến sĩ bác sĩ Dương Thanh Tùng, trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, MRI cho thấy bệnh nhân bị thoát vị địa đệm 2 tầng, L4, L5 và L5S1 rất nặng, gây hẹp ống sống, chèn ép nặng dễ thần kinh bên phải. Điều này khiến anh tê yếu chân phải, đi lại khó khăn. Với sự hỗ trợ chuyên môn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Ngọc Sơn, trưởng khoa phẫu thuật cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ lần đầu tiên phẫu thuật bằng kỹ thuật ghép xương liên thân đốt xâm lấn tối thiểu qua đường mổ check bên, viết tắt là OLIP. Sau mổ 4 ngày, bệnh nhân đi lại bình thường và chuẩn bị xuất viện. Theo bác sĩ Tùng, đây là phương pháp mổ tiên tiến, đi vào theo đường mổ bên, tiếp cận phía trước cột sống, giúp bảo tồn gần như tất cả các cấu trúc của cột sống về xương, phần mềm, thần kinh. Kỹ thuật này còn giúp tăng tiếp xúc của mảnh ghép, tạo tỷ lệ lành xương tốt, giải ép được thần kinh, tránh biến chứng và di chứng của các đường mổ kinh điển. Phương pháp này thích hợp cho những phẫu thuật về thoái hóa và biến dạng cột sống, đặc biệt là thoái hóa địa đệm gây chèn ép ống sống. Chúng cũng lợi thế cho mổ vẹo cột sống theo chiều ngang, có khả năng điều chỉnh lại cân bằng cột sống tốt so với phẫu thuật đường sau. Hiện nay, nhờ vào các trang thiết bị hiện đại, phẫu thuật OLIP đã được thực hiện theo cách thức xâm lấn tối thiểu, nhờ đó ca mổ hiệu quả, an toàn, giảm biến chứng, di chứng và bảo tồn được tối đa các cấu trúc giải phẫu cột sống của người bệnh. Các bác sĩ cho biết, thoát vị địa đệm là khi hệ thống phần mềm, dây chẳng, bao gân quanh địa đệm bị đứt, giãn, khiến nhân nhảy thoát ra ngoài, ảnh hưởng đến ống sống, chèn ép dễ thần kinh, mạch máu. Các triệu chứng đau nhức không chỉ khiến người bệnh khó chịu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng đi lại, vận động. Bệnh không can thiệp và chữa trị sớm có thể gây những tổn thương đến hệ thống thần kinh, người bệnh không thể đứng hoặc ngồi, thậm chí bị liệt suốt đời. Tê bì chân tay thì nhiều người nghĩ rằng đấy là một cái chuyện rất là nhẹ nhàng, rất đơn giản, không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà nếu mà không chỉ là thoát vị địa đệm còn có những cái bệnh lý khác nữa thì chúng tôi chưa đề cập ở đây. Nhưng mà nếu mà chỉ đơn giản là do cái câu chuyện là thoát vị địa đệm ở mức độ nhẹ, chúng ta không chữa, sau đó thì dần dần, mặc dù cái thoát vị địa đệm nó có thể chưa nặng lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta bị chèn ép lâu, bản thân cái dây thần kinh nó cũng bị sơ đi, các cái dây chằng của chúng ta cũng bị sơ đi, rồi các cái mạch máu để nuôi các cái thần kinh đấy nó cũng bị sơ hóa đi. Khi nó sơ hóa đi rồi thì dùng thuốc nó cũng rất là khó. Mà những cái trường hợp mà thoát vị địa đệm nhỏ chúng ta không phải mổ đâu, nhưng mà nếu mà chúng ta đến muộn, thuốc nó cũng không thể giúp cải thiện được nhiều trong những cái trường hợp mà chúng ta đến muộn. Thì chính vì vậy cho nên là đôi khi người bệnh của chúng ta rằng là luôn luôn đến tâm sự với bác sĩ là tôi phải đau lắm rồi tôi mới đến như này. Nhưng mà lời khuyên của chúng tôi là nếu mà các bác đợi đến lúc đau lắm, tức là các bác bỏ qua cái cơ hội của mình. Mà nếu mà các bác bỏ qua cơ hội thì đương nhiên là sẽ không thể nào mà hoàn mỹ được như là những cái người mà người ta quan tâm đến sức khỏe, người ta chẩn đoán sớm, người ta điều trị sớm và thậm chí là điều trị tích cực. Mà điều trị tích cực mà sớm thì rất nhiều trường hợp thậm chí còn chưa phải dùng thuốc, chưa phải phẫu thuật, người ta đã có thể giải quyết. Vì sao? Rất nhiều người bằng các cái tư thế thay đổi động tác, thay đổi sinh hoạt, thay đổi vận động, hoặc đôi khi là sử dụng một số các cái dụng cụ hỗ trợ như là đeo đai, hoặc là sử dụng một số biện pháp rất là lành tính như là xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, phục hồi chức năng, vân vân, thì chúng ta thấy rằng là gần như là đã giải quyết được rất nhiều người. Thế nhưng nếu mà chúng ta bỏ qua những cái chuyện này, và đôi khi có một số người lại tự mình đi làm những cái câu chuyện như vậy, thì rồi đến một cái thời gian sau và tôi đã thử hết tất cả các thứ rồi, nhưng mà thử toàn là do mình tự nghĩ ra để tự mình đi làm thôi, thì thành ra nó không chính thống, không chính quy, đôi khi không đạt được cái hiệu quả tối đa. Và cuối cùng là gì ạ? Cái mà mình phòng tránh hay là điều trị ở những cái đoạn đầu mất đi thì cái đoạn về sau coi như là dành tặng bác sĩ, nhưng mà cực kỳ khó. Những cái ca cực kỳ khó như vậy thì cũng rất là thách thức. Thế cho nên là lời khuyên của chúng tôi đầu tiên ở đây là gì ạ? Cái thứ nhất là khi chúng ta có bất kỳ các cái triệu chứng thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Khi mà chúng ta tập luyện, khi mà chúng ta sinh hoạt, khi chúng ta vận động để làm sao mà gìn giữ cái sức khỏe của cột sống của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đến sớm với bác sĩ để giúp cho chúng ta có một cái cơ hội ít nhất là đánh giá xem là cái vấn đề của chúng ta có nặng hay không, có cần phải làm cái gì hoặc là cần phải lưu ý cái gì hay không. Đấy là những cái tấm vé đầu tiên, những cái cơ hội đầu tiên dành cho những người đến sớm. Đấy là cái câu nói mà chúng tôi vẫn thường chia sẻ. Và cái thứ hai nữa là ở những cái trường hợp mà chúng ta còn chưa có vấn đề gì thì rõ ràng chúng ta có nhiều việc có thể làm được. Việc thứ nhất là chúng ta tránh tất cả những nguy cơ nó có thể gây ra thoát vị địa đệm. Chúng ta đừng để bị tai nạn xảy ra. Chúng ta đừng tập
quá nặng, chúng ta đừng có để mà chúng ta tập vận động thể dục thể thao nhưng không khởi động kỹ. Và mỗi khi mà chúng ta tập vận động thể dục thể thao như vậy thì chúng ta hãy cố gắng là lắng nghe cơ thể của mình để xem cái sức chịu đựng như thế nào. Cái thứ hai là chúng ta khởi động thật kỹ, làm gọi là làm nóng cơ thể trước khi mình vận động. Và cái thứ ba, nếu mà chúng ta say mê bộ môn tập ở phòng gym vì sạch, vì coi như là môi trường thông thoáng, rồi là điều hòa nhiệt độ, máy móc hiện đại vân vân, chúng ta lưu ý là thay vì cái việc mà chúng ta chỉ dùng tạ nâng tạ đẩy thì chúng ta có thể tập cái tạ ở cái tư thế là nằm hoặc là nửa nằm, có ghế dựa, rồi là có người hướng dẫn, có người theo dõi, có người nâng đỡ, hoặc là những cái tạ kéo. Những cái tạ đấy cũng là những cái tạ nặng giúp chúng ta tăng cái sức cơ rất là mạnh, cũng như là tăng cái cơ bắp hình thể rất tốt, giảm cân, nhưng mà ngược lại nó lại không ép lên cái cột sống của chúng ta, nó không tăng áp lực lên cái địa đệm. Và cái thứ ba, cái nữa là chúng tôi vẫn lưu ý đấy là chế độ dinh dưỡng của chúng ta phù hợp, chúng ta giữ cân nặng phù hợp, chúng ta không có gọi như là vận động hay là thay đổi những cái tư thế quá đột ngột mà làm cho nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cái địa đệm cột sống của chúng ta.